Olha como é que é isso, ó. Quay về cái cắt dâu nhiều ạ, cái này chúng cắt dâu quay cho nó dâu nhiều quá. Không có dâu nhiều, đây là cái lông lá này nhiều. Tí nó cắt, à tí nó nói sau. Là em chào các bác nhá. Đây là cái quy cách đóng hàng xốp đông lạnh nha con nhé. Cái này cho đá xong trước này. Bốn tí. Cắt ra lấy một nắm, cái nắm để lẻ đi. Chào các bác nhé, thì cái này là các anh dúng vào đây cho nó vừa, thứ nhất là vừa sạch rồi vừa để cho tươi quả, mà vì vải vất lung tung thì nó sẽ dây bẩn cái nhựa vả ra nhé các bác nhé, thì phải xếp và sọt này. Xếp và sọt là xong là cho xuống thùng nước đá ngâm này. Hàng này là đóng đi đâu ấy em ơi? Miền Nam à? À mấy cái sọt không phải cân đâu hả các ạ? Có cân. À đấy ạ. Cắt cho mấy câu nào đi đi. Thế là mỗi xốp bây giờ đóng 15 cân à? 17 cân. 17 cân. 15 mặt. Xốp 17 cân. Quả. 17 cân quả. Hình như có một loại xốp to hơn ra không? À đây. Đây là đóng xốp hàng hàng Việt Nam đấy, đông lạnh Việt Nam đấy các bạn. Đây mấy em đang quấn băng dính. Cách quấn băng dính và cũng như đóng vào. Thank you.
Ok các bạn nhé, nhà hàng này thì các anh chị đóng nhà hàng đi miền Nam nhé. Thì em tí em quay sang cái bên hàng shop bên cân hàng đi Trung Quốc xem đóng gói có khác nhau nha các bạn nhé. Mời các bác theo dõi nhé. Đây nha các bạn nhé, cái hàng này là hàng đi Trung Quốc này, đây đã dán mác và chữ Trung Quốc luôn nha các bạn nhé. Số điện thoại cái thứ đàng hoàng này. Em sẽ đưa các bác vào đóng gói vào hàng Trung Quốc này xem nó có khác biệt gì với hàng của miền Nam nha các bác nhé. Mời các bác theo dõi. Chào mấy chị em nha. Thưa đại ca. Đấy, chào đây ạ. Đấy, lại giờ này ạ. Nghe nè chú. À, đang qua nhông dàn tí. Cái này đóng Trung Quốc hả? À. Cái này mình lại đứng lên TV. Đây là đang cắt dâu mới lại xếp. Cắt dâu vải. Cắt dâu vải cho nó lại nó lấy chậu nên mình nhìn rất đẹp nữa. Đây là nhé các bác nhé, cái này là đang thì đóng của ấy nè, đang đóng của hàng Trung Quốc nhé, đóng hàng Trung Quốc nhé, thì bên này chưa cắt được dâu này các bác này, em sẽ quay loạt của bên chưa cắt dâu này, tí sẽ quay sang bên của cắt dâu và xong rồi đóng gói như nào nhé, em có khác biệt gì cái hàng miền Nam không nha các bác nhé. Đây nha các bác nhá, đây là khâu đầu tiên là bắt đầu là cho lên cân này. Một xô này được bao nhiêu cân anh? Được 9 cân quả. À đây, xô này nhỏ hơn nhỉ. Hỏi cho chú ấy bảo là một xô này là 9 cân quả nhá. Thì chú ấy là khâu đầu tiên là cân lên này. Cân lên xong bắt đầu dúng nước đá vừa cho nó sạch, thứ hai là cho tươi quả này. Câu đóng gói đầu tiên à, đây là giữ cho quả được tươi ngon. Rồi, cái hàng Trung Quốc này, đi Trung Quốc này cũng không khác gì đóng gói như hàng miền Nam các bác ạ. Thì cái này đóng xong rồi cắt dâu. Đây các bạn nhé, đây là dúng trong cái thùng dúng nước sạch rồi mát tươi rồi là đóng vào xốp rồi, đóng vào xốp đấy. Đây là khâu thứ hai rồi. Và khâu thứ ba là cắt dâu. Khâu thứ bốn là quấn bằng dính. Một xốp là cho khoảng mấy cân đá? 4-5 cân đá. Đấy, cái lạt này cắt ra. Cắt ra để đóng
cái này thì khác gì đi bẻ vài lần nữa nhỉ, tuốt lá này, tuốt lá lần nữa, thật lần nữa. Đây là cửa cân hàng tàu nha các bác ạ. Bên này cửa cân hàng tàu đóng đi Trung Quốc này. Thì cái quy cách đóng gói thì em vừa mới quay của bên hàng miền Nam, thì miền Nam với hàng Trung Quốc để đóng gói và để giữ cái độ lạnh để tươi quả thì cũng như nhau các bạn. Cái gì đấy? Đây là hàng miền Nam các bạn này, không có mác tàu này, hàng miền Nam đấy, hàng Trung Quốc là dán mác Trung Quốc luôn nha các bạn ạ. Đấy là mình quay một chút về cái cách đóng gói cũng như để giữ cái quả vải nó tươi ngon đến nơi người tiêu dùng, đó là đóng gói là nó như thế các bạn. Rồi em muốn quay một chút cái này để cho anh em biết, cũng như là một số anh em ở trong miền Nam ấy, là một có một số là anh em mới đi buôn lần đầu tiên nha các bác nhá, mới đi buôn lần đầu tiên là không biết cách là giữ cái quả vải thiều này nó tươi đến nơi người tiêu dùng nhá, là nó sẽ bị hỏng quả, chứ không phải bà con dúng thuốc gì đâu nha các bác nhá. Ở cái khu vực em là vải nó làm sạch đó, không có dúng thuốc không thiết gì đâu. Rồi xin thân ái chào tạm biệt các bác nhé. Các bác xem video thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp kênh nhé, để kênh có nhiều động lực làm nhiều video mới nhé. Xin chào tạm biệt.